dân Mỹ nợ kỷ lục 16,9 ngàn tỷ đô la. Chính phủ đưa ra một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ về Upcom từ ngày 22 tháng 2. Tất cả thông tin sẽ có trong Chợ Chứng sáng nay. Thị trường chứng khoán khởi động tuần mới tích cực. VN-Index đóng cửa mốc 1.086,69 điểm, tăng 27,38 điểm, tương đương với mức tăng là 2,58%. Thanh khoản tăng mạnh, độ rộng thị trường rất tốt với sự tăng đồng loạt của hầu hết các nhóm ngành. Dịch vụ tài chính là nhóm tăng mạnh nhất với nhiều mã tăng ấn tượng như là VND tăng trần. Về chiến lược giao dịch, VN-Index kết phiên bằng một cây nến tăng Mazubozu với lực tăng mạnh đâm thủng qua vùng tâm lý 107X và ngưỡng kháng cơ động MA20 phiên. Việc thị trường tăng mạnh như vậy thì xác nhận phe mua đã nhảy vào và kiểm soát thị trường. Tuy nhiên thì nhà đầu tư không nên mua đuổi giai đoạn này vì việc dừng lỗ sẽ đem lại rủi ro rất lớn. Vậy nên cần tìm những điểm reset để gia tăng tỷ trọng một cách hợp lý hơn. Về thông tin thế giới thì theo dữ liệu của Fed khu vực New York được công bố vào thứ Năm ngày 16 tháng 2, dư nợ của các hộ gia đình Mỹ cán mốc kỷ lục 16,9 ngàn tỷ đô la Mỹ trong quý 4, tăng thêm 394 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 2,4% so với quý 3 năm 2022. Số dư nợ thẻ tín dụng đã tăng gần 6,6% lên 986 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2022, là mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1999. So với cùng kỳ năm trước thì số dư nợ thẻ tín dụng tăng 15,2%. Trong môi trường lạm phát và lãi suất cao, người Mỹ đang gặp nhiều khó khăn trả nợ, tỷ lệ nợ quá hạn đang tăng ở hầu hết các loại nợ. Về thông tin trong nước thì sau hội nghị nóng về bất động sản, chính phủ đưa ra dự thảo nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững. Trong đó, nổi bật là đề xuất giãn nợ gốc và lãi vay, chỉ cấp vốn cho dự án bất động sản khả thi. Về nguồn vốn tín dụng, chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, khơi thông dòng vốn tín dụng cho phát triển kinh tế, xã hội. Đề xuất giãn nợ gốc, lãi vay cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được tiếp cận vốn tín dụng. Chính phủ yêu cầu bám sát tình hình cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản và có giải pháp kịp thời để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả. Với vấn đề vốn trái phiếu, dự thảo nghị quyết của chính phủ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động huy động vốn gồm phát hành trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật, kiểm soát huy động vốn của doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán để tránh đầu cơ, thao túng, thổi giá, đồng thời thì cũng không cản trở doanh nghiệp đủ năng lực, hiệu quả kinh doanh tốt, có thể huy động vốn để phục hồi, phát triển, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ trái phiếu doanh nghiệp, nhất là trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, tổ chức tín dụng liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp liên quan đến phát hành lớn, không có tài sản đảm bảo. Thêm một thông tin khác mà nhà đầu tư có thể quan tâm, đó là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa có thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký gần 710 triệu cổ phiếu FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC từ HOSE sang Upcom kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2023. Lý do chuyển sàn là do công ty cổ phần tập đoàn FLC bị hủy niêm yết theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng, vì vậy phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom theo quy định của chính phủ. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chợ Chứng sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.